Rồi Điện Thoại Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 24 Tết âm lịch. Thì bên Điện Thoại Ngọc Sương cũng sẽ lên clip ngắn để giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy thanh lý cuối năm ha. Thì riêng video ngày hôm nay thì em chỉ bán cho khách trong khu vực tỉnh Phú Yên thôi nha anh chị. Số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Khách đến trực tiếp cửa hàng để xem máy, test máy, lựa con nào ok thì mình lấy con đó luôn ha. Hoặc là em sẽ ship toàn nơi cho anh chị luôn, trong khu vực là Tuy Hòa này và các huyện lân cận nha anh chị. Em sẽ ship tận nơi cho anh chị kiểm tra hàng ok rồi mình sẽ thanh toán cho em luôn nha. Còn khách tỉnh ngoài ấy thì qua mùng 6 em mới gửi đi luôn nha anh chị. Qua mùng 6 thì bây giờ thì mình xem được con nào ok thì mình cứ gọi điện cho em ấy để mà em dành cái con đó lại cho anh chị cọc 50% gì đó dành lại con đó. Thì qua mùng 6 em sẽ gửi cho anh chị ha. Còn clip ngày hôm nay là em sẽ bán cho khách trong tỉnh thôi nha anh chị, tỉnh Phú Yên ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là dòng máy Samsung A01 này. Con này thì mua về chủ yếu là để nghe gọi Zalo, YouTube nha anh chị, làm máy phụ rất là ok ha. Màn hình nhỏ gọn thôi nha anh chị ơi. Đó, mua về cho mấy bác lớn tuổi làm máy phụ đi ra ruộng đồ đó cầm rất là ok nha anh chị, bỏ túi rất là vừa vặn luôn. 16GB nha anh chị, bộ nhớ trong của nó là 16GB. Màn sáng này, xài được 2 SIM, có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Samsung A01 to, giá bán 500.000 ạ, tặng kèm một cái bộ sạc này. Đây là mã rồi, tiếp theo mã số 2 là một con dòng máy Xiaomi 9 Lite nha anh chị, Xiaomi 9 Lite. Màu xanh dương ha. Cái viền của nó có nhâm trời theo năm tháng nha anh chị. Đây, viền có nhâm này. Mặt kính trước sau thì còn tương đối đẹp nha anh chị. Con này màn hình của nó là màn hình AMOLED 6.1 inch ha. Mi 9 Lite nha anh chị. Cấu hình thì RAM 6, bộ nhớ là 64GB này. Đó, dòng pin của nó là 4000 mAh ha, 4000 mAh. Con này em đỡ lại giá cho anh chị là 1.6 triệu ha. Xiaomi 9 Lite nha anh chị. Đó, mua về xài chơi game ok, giá 1.6 triệu. Có tặng cho anh chị một cái bộ sạc nè, cam bọng rất là đẹp luôn nha anh chị. Xiaomi 9 Lite giá 1.6 triệu ạ. Rồi tiếp theo mã số 3, mã số 3 là dòng máy Oppo A95. Oppo A95 thì bản màu trắng nha, trắng này nó hơi xanh xanh á. Con này thì hình thức tầm khoảng 95% trở lên nha anh chị, máy keng rất là đẹp luôn. Màn hình Super AMOLED 6.43 inch ha. Đây, Oppo A95, RAM 8, bộ nhớ 128GB này. Và nó sở hữu chip Snapdragon là 662 nha anh chị, pin thì 5000 mAh. Đó, máy zin keng luôn ha. Giá bán cho anh chị mình là 3 triệu chẵn này. Oppo A95 nha anh chị, Oppo A95 giá 3 triệu. Có sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ nè. Rồi tiếp theo mã số 4, mã số 4 là dòng máy Oppo Reno 5, màu bạc ánh kim nha anh chị, màu bạc ánh kim. Con này cũng tầm khoảng 95% trở lên nha anh chị, 95% trở lên luôn. RAM 8, bộ nhớ 128GB nè. Đây, màn hình Super AMOLED. Pin con này là 4310 mAh nha anh chị, vân tay hiển thị dưới màn hình ha, giá bán 3 triệu chẵn. Oppo Reno 5 giá 3 triệu chẵn ạ. Rồi tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là dòng máy Huawei Nova 3i. Em có bản màu xanh tím nha anh chị, ở trên xanh ở dưới tím nè. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 128GB ha, màn hình LCD. Kiểu dáng màn hình tai thỏ nha anh chị. Đó, màn sáng đẹp 128GB luôn ha. Nó sở hữu chiếc Kirin là 710 này. Đó, Huawei Nova 3i ha. Em đỡ là giá bán 1 triệu tư này, 1 triệu tư nha anh chị. Có sạc ốp lưng và dáng cương lực ạ. Rồi tiếp tục là mã số 6. Mã số 6 là dòng máy Oppo F9 nha anh chị. Bản màu xanh xanh đen ha, màu xanh đen. Con này thì hình thức của nó cũng tầm khoảng trên 90% nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64GB nè. Oppo F9 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này thì nó chạy chip là chip Helio B60 nha anh chị. Giá thanh lý là 1 triệu tư này. Oppo F9 1 triệu tư ha, cũng đầy đủ phụ kiện luôn nè. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là dòng máy Redmi Note 12 Pro 5G nha anh chị. Máy zin keng luôn, bản màu xanh dương nè. Đó, màn hình Super AMOLED 6.7 inch nha anh chị, 6.7 inch. Màn cực kỳ sáng luôn ha. Đó, hình thức tầm khoảng 97-98% luôn nè.
Redmi Note 12 Pro 5G, con này nó chạy chip Dimensity là 1080 nha anh chị, 1080. Đó. RAM 6 cộng 6 và bộ nhớ của nó là 128 GB ha, đẹp trang luôn. Giá bán là 3 triệu 6 thôi nha anh chị, con em đỡ là giá bán 3 triệu 6 thôi. Có tặng sạc, ốp lưng và dán cương lực luôn nè. Rồi tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là một con dòng máy Wismart. Đây là Wismart Star 5 nha anh chị, Wismart Star 5 bản màu xám này. Đó. Màn hình con này 6.5 inch. RAM 3, bộ nhớ là 32 GB này. Wismart Star 5. RAM 3, bộ nhớ 32 GB ha. Xài được hai SIM hỗ trợ mạng 4G và đặc biệt con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Pin thì trâu khỏe 5000 mAh. Giá bán là 1 triệu 3 này. Wismart Star 5 nha anh chị, bên em thanh lý con 1 triệu 3. Có đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một con dòng máy Vivo i10, i11 chứ. Này là Vivo i11 nha anh chị. Màu này là màu tím đen ha, màu tím đen. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Đây tên thiết bị là Vivo 1906 hay còn gọi là Vivo i11 nha. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Cái dòng này pin của nó cũng rất là trâu nha anh chị, tới 5000 mAh luôn. Em đỡ là giá bán cho anh chị là 1 triệu 3 nha anh chị. Vivo i11 ha, giá 1 triệu 3 này. Rồi tiếp theo mã số 10 nha anh chị. Mã số 10 là dòng máy Vivo V9 bản màu đen. Con này RAM 4, bộ nhớ 64 GB này. Đó, đầy đủ chức năng hết nha anh chị, nghe gọi Zalo, YouTube, lướt TikTok, nói chung là vào mạng xã hội gì rất là ok, mượt mà luôn ha. Giá thanh lý chỉ có 1 triệu mốt thôi nha anh chị, Vivo V9 nha, giá 1 triệu mốt. Đó, miếng dán cương lực sạc đầy đủ nè. Rồi tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 là một con dòng máy Nokia. Đây là Nokia 2.4 nha anh chị, bản màu xám. Con này màn hình của nó cũng lớn nha, màn hình 6.5 inch, bản 32 GB nè. Nokia 2.4 bản 32 GB, con này phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. Và pin của nó là 4500 mAh ha, giá chỉ có 900 ngàn thôi. Có tặng miếng dán cương lực và bộ sạc ạ. Đó, Nokia 2.4 900 ngàn nè. Rồi tiếp tục là mã số 12. Mã số 12 là dòng máy Redmi 10 nha anh chị, bản màu trắng nè. Hình thức của nó tầm khoảng trên 95% nha anh chị. Con này thì bản RAM 4, bộ nhớ là 128 GB. Pin thì trâu khỏe ha, 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị, có vân tay đầy đủ này. Đó, nó chạy chip Helio là G88 nha anh chị. Giá bán 2 triệu chẵn ạ. Redmi 10 ha, Redmi 10 bên em bán giá 2 triệu chẵn nè. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo mã 13. Mã 13 là Samsung A42 5G nha anh chị. Này là màu xám ha. Vỏ sale của nó có nhám nè. Đó, có trầy nhám như thế này nha anh chị. Đó, vỏ sale trầy nhám mặt trước thì còn ok ha. Con này màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha anh chị, Super AMOLED. Rồi con này mới reset máy, em chưa có chuyển sang cái chế độ ngôn ngữ tiếng Việt này. Rồi anh chị chờ em xíu nha. Rồi ok ha. Màn hình 6.7 inch nha anh chị ơi. RAM 8, bộ nhớ là 128 GB, Galaxy A42 hỗ trợ mạng 5G này. Đó. Con này nó chạy chip Snapdragon là 750 nha anh chị. Giá thanh lý còn 2 triệu rưỡi nha. Thôi con nệm đó là giá bán 2 triệu tư đi nha anh chị, 2 triệu tư tặng sạc ốp lưng và dán cương lực luôn nha anh chị. Này là màu màu xám ha. Vỏ của nó có nhâm theo thời gian ạ. Mã số 13 là 2 triệu tư này. Rồi tiếp theo là mã số 14. Mã 14 là dòng máy Samsung A22 4G. Này màu đen nha anh chị ơi, con này tầm khoảng 95% này, 95% màn hình Super AMOLED 6.4 inch. Đó, màn hình Super AMOLED rất là sáng nha anh chị. Galaxy A22 phiên bản Android là 11 chấm này. RAM 6, bộ nhớ 128 GB. Đó. Con này em đỡ là giá bán cho anh chị là 2 triệu 6 nha anh chị. 2 triệu 6 cho dòng máy Samsung A22 4G ha. Rồi tiếp tục mã số 15.
Mã số 15 là dòng máy Samsung A02S. Màu đen nha anh chị ơi, màu đen caro. À, con này thì RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64GB nè. Rồi chỉnh độ sáng lên xíu nè. Đây ha, màn hình của nó là màn hình LCD 6.5 inch Galaxy A02S. À, phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin thì 5000mAh ha. Nó hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh. Giá bán 1.6 triệu nè. Samsung A02S 1.6 triệu nè. Rồi tiếp tục mã số 16. Mã 16 là dòng máy Galaxy A03 nha anh chị. Galaxy A03 màu đen nè. RAM 4 bộ nhớ 64GB ha. Đó, màn hình sáng trong nha anh chị, sáng trong rất là đẹp luôn. Galaxy A03. À, con này phiên bản Android cũng 12 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin thì 5000mAh ha. Con này sản xuất đời 2021 nè. Giá bán 1.6 triệu luôn nha anh chị. 1.6 triệu cho dòng máy Samsung A03. Rồi tiếp tục mã số 17. Mã số 17 là dòng máy Samsung A02. À, con này màu xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. RAM 3 bộ nhớ là 32GB nè. Rồi con này em sẽ cài đặt lại xíu nha. Reset máy cho nên là mình sẽ active lại nha anh chị. Đó, anh chị mua con nào em sẽ tự động reset lại cho anh chị nó mới máy luôn ha. Rồi ok nha anh chị. Con này thì RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Pin của nó cũng là 5000mAh nha anh chị. Giá bán 1.2 triệu nè. Thanh lý còn 1.2 triệu thôi ha. Galaxy A02. Giá bán 1.2 triệu cũng có sạc ốp lưng và dán con lực ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 18. Mã số 18 là dòng máy Oppo Reno 2S nha anh chị. Bản màu xanh nhạt nè. À, con này màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch ha. 6.4 inch nè. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Rồi con này sắp hết pin cho nên em sẽ giới thiệu nhanh nha anh chị. Oppo Reno 2S RAM 8 bộ nhớ 128GB. Và nó chạy chip Snapdragon là 710 nha anh chị ơi, 710. Màn hình Super AMOLED ha. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. À, cái cam trước của nó là cam thục thò ha, cam thục thò này. Rồi hết pin luôn nha anh chị ơi. Đó. Oppo Reno 2S thì con này em đỡ là giá bán 2.5 triệu nè, mã số 18 là 2.5 triệu nha. Rồi tiếp tục mã số 19. Mã số 19 là dòng máy Samsung A21s này. À, màu này là màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Dòng pin của nó là 5000mAh ha. Màn hình 6.58 inch nha anh chị. Màn hình nốt ruồi nè, rất là đẹp luôn. Đó. Galaxy A21s này giá 1.7 triệu ạ. Mã số 19 là 1.7 triệu nè. Tiếp tục mã số 20 ha. Mã 20 là dòng máy Redmi 9. Con này màn cũng lớn nha anh chị, 6.5 inch. RAM 4 bộ nhớ 64GB. À, nó chạy chip Helio là G80 nha anh chị. G80 Redmi 9 ha. Pin 5020mAh. Giá bán 1.6 triệu thôi nè. Mã số 20 1.6 triệu ạ. Rồi tiếp tục mã số 21. Mã số 21 là dòng máy Samsung M51 nha anh chị. Màu đen. Con này mới tầm khoảng trên 95% ha. Màn hình Super AMOLED 6.7 inch nha anh chị. 6.7 inch. Máy zin ken luôn nè. Đó, màn không ám ố phản quang gì hết nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ 128GB Galaxy M51. Con này đặc biệt pin của nó lên đến 7000mAh nha anh chị. Full tất cả ha, vân tay ok. Giá bán là 3.4 triệu nha. Giá 3.4 triệu đầy đủ phụ kiện nè. Đó, mã số 21 là 3.4 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 22. Mã 22 là dòng máy Samsung A31. Màu đỏ nha anh chị, màu đỏ. À, con này RAM 6 bộ nhớ là 128GB ha, pin 5000mAh. Đây, Galaxy A31. À, phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. Con này em đỡ là giá bán cho anh chị là 2.4 triệu đi ha. 2.4 triệu. Có sạc ốp lưng và dán cân lực, vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Đó, Samsung A31 giá 2.4 triệu nè. Mã số 22 là 2.4 triệu. Rồi tiếp tục mã số 23. Mã số 23 là dòng máy Samsung A11 màu trắng.
RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Đó, màn hình 6.4 inch. Con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Hỗ trợ sạc nhanh. Giá bán 1.4 triệu ạ. À. Samsung A11 mã số 23 là 1.4 triệu này. Rồi tiếp tục qua mã số 24. Mã 24 là dòng máy Oppo A31 nha anh chị, màu xanh xanh nhạt nha, màu xanh nhạt. Con này thì RAM 4 bộ nhớ 128GB. Pin thì 4230mAh nha anh chị. Đó, cam con nào cũng ok hết ha. Nãy giờ mấy cái con trước em quên cái bật cái cam lên, chứ con nào cam cũng đẹp hết nha anh chị. Rồi con em đỡ là giá bán 1.7 triệu nè. Oppo A31 RAM 4 bộ nhớ 128GB giá 1.7 triệu ạ. Đó, em bán trực tiếp khách đến xem, cho nên là em sẽ giới thiệu sơ ha. Mình đến mình xem, mình test máy thoải mái luôn nha anh chị. Rồi tiếp tục mã số 15. Mã số 15 là dòng máy Oppo A15 này, 4 camera. Vân tay ok hết nha anh chị. Con này em thanh lý giá chỉ có 1.5 triệu thôi nha. RAM 3 bộ nhớ là 32GB, pin của nó là 4230mAh. Full chức năng tất cả nha anh chị. Đó, mã số 15 là Oppo A15 giá bán 1.5 triệu nè. Rồi tiếp tục mã số 26. Mã 26 là dòng máy Galaxy S10e nha anh chị. Samsung Galaxy S10e bản màu đen ha. Máy zin toàn bộ nha anh chị. Cái vỏ của nó thì có hơi nhăm nhẹ ha, kiểu như là xước lông mèo thôi nha anh chị ơi, xước lông mèo không đáng kể nè. Màn hình con này tầm khoảng 5.8 inch nha anh chị, nhỏ gọn thôi ha, 5.8 inch nè. Đây, Galaxy S10e nha anh chị. Máy này là bản Mỹ nha anh chị ơi, bản Mỹ một sim nha, xài được một sim. Đó. Cấu hình thì RAM 6 bộ nhớ 128GB nè. Nó sở hữu chip Snap là 855 nha anh chị, 855. Giá bán là 2.4 triệu ha. Đó, Galaxy S10e, bên em thanh lý còn có 2.4 triệu thôi. Tặng cho anh chị một cái bộ sạc nha. Mã số 26 là 2.4 triệu nha anh chị, Galaxy S10e nè. Đó, máy zin toàn bộ luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 là một con dòng máy Realme C12 màu xanh dương nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị, màn hình lớn 6.5 inch. Con này có ưu điểm là pin của nó tới 6000mAh nha anh chị, pin rất là trâu luôn. Đó, mọi chức năng đều ok hết nha anh chị, 4 camera, có vân tay đầy đủ nha. Giá thanh lý cho anh chị chỉ có 1.4 triệu thôi. Realme C12 nha anh chị, còn duy nhất một con nè. Giá 1.4 triệu, sạc ốp lưng dán cương lực. Rồi tiếp tục nữa là mã số 18. Mã số 18 là một con dòng máy Redmi 8A nha anh chị. Redmi 8A, em còn bản màu cam nè. Con này bản 32GB nha anh chị, màn hình 6.2 inch nè. Redmi 8A. Dòng pin của nó lên đến 5000mAh nha anh chị, pin cực kỳ trâu luôn và nó có hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Đó, Redmi 8A bản 32GB. Máy rất là đẹp luôn, con này em đỡ là giá bán thanh lý là 1 triệu chẵn này. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nha anh chị, mã số 18, mã số 28 là 1 triệu chẵn nha. Rồi tiếp tục là mã 29. Mã số 29 là dòng máy Realme C53. Màu này là màu vàng nha anh chị, màu vàng ánh kim ha, rất là đẹp luôn. Con này tầm khoảng 97-98% nha anh chị, đẹp ken xà beng này. Đó, Realme C53. Phiên bản Android là 13 chấm nha anh chị. RAM 6 cộng 4 và bộ nhớ của nó là 128GB ha. Đó, máy rất là đẹp luôn. 3 camera rất là bự nha anh chị. Con này em thanh lý cho anh chị với giá 2.5 triệu ha. Realme C53 nha anh chị. Giá thanh lý chỉ có 2.5 triệu thôi. Có sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ này. Rất là đẹp nha anh chị. Mã số 29 là 2.5 triệu ạ. Rồi cuối cùng là một con dòng máy Vivo V20 là mã 30 nha anh chị. Mã 30 cũng là kết thúc video ha. Đó, RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Pin con này là 5000mAh nè. Giá bán 1.6 triệu. Vân tay ok nha anh chị, vân tay ok. Xài 2 sim ha. Đó, mã số 30 là 1.6 triệu nha anh chị. Đó, thì em sẽ giới thiệu sơ qua như vậy thôi ha. Thì khách mình đến mình xem ấy, thì mình sẽ test nhiều hơn, mình coi kỹ hơn. Thì được con nào thì mình lấy con đó ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.
Bye bye.